bạn thân mến, sư muốn nói với các bạn rằng trong những ngày qua, mùa hè về với đất nước Việt Nam của chúng ta, mọi nẻo đường, non sông, đất nước. Và đi đến đâu mình cũng cảm nhận một sức sống của tuổi trẻ. Bởi vì là một năm bắt đầu từ mùa xuân, một đời thì bắt đầu từ tuổi trẻ. Và tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Cho nên đâu có dễ gì mà mấy trăm bạn trẻ chúng ta tập hợp về một nơi để mà nở những bông hoa mùa xuân. Mặc dù là bây giờ là mùa hè, tại sao sư nói là hoa mùa xuân? Tại vì sư nhìn xuống đây, những em học sinh, sinh viên rạng rỡ, hồn nhiên, hạnh phúc. Và mình chợt nhớ đến những em cũng bằng tuổi với các con đây mà đôi mắt lại mù không thấy ánh sáng, tai lại không được nghe, thân lại không lành lặn. Các bạn cũng ước mơ được đến với khóa tu mùa hè. Nhưng mà sư ơi, đó chỉ là ước mơ. Bởi thế giới của chúng con, đó là thế giới của bóng tối từ lúc sinh ra. Sư nhắc đến những người bạn khuyết tật, mở đầu cho pháp thoại đêm nay để cho các con thấy rằng mình có nhiều ân phúc trong cuộc đời. Được sinh ra đầy đủ các căn, được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, lại được quy y Tam Bảo, được học Phật Pháp. Và mỗi một ngày, chúng ta lại được truyền trao những điều tuyệt vời, thắp sáng ngọn đèn chân lý trong trái tim, trong lẽ sống, trong cuộc đời của chúng ta. Biết ơn cuộc đời, biết ơn cha mẹ. Như đêm hôm nay, bài học của chúng ta sẽ phải nhớ, sẽ phải gắt ghi là hành trang theo mãi chúng ta trong cuộc đời. Đó là bài học về lòng biết ơn, thưa các bạn. Tuổi trẻ bây giờ, các con có nhiều thứ để vui chơi, để đam mê. Và ai cũng nói, tôi có thế giới của riêng tôi không cần ai hết. Cái thế giới riêng của các bạn là những cái smartphone. Và người ta cầm cái điện thoại trên tay, người ta chẳng cầm đến ai nữa. Sư được một lần, Trung tâm Tổng Giáo Phận Mục Vụ của thành phố Hồ Chí Minh, đó là sư muốn nói đến một tổ chức của Kitô giáo, đã mời sư đến để nói chuyện cho những người tín hữu Kitô giáo. Tất nhiên cũng có quý cha, quý sơ trong cái chương trình nói chuyện đó. Mà cái buổi nói chuyện đó là nói về cái gì? Các con có biết không? Họ nói về một bữa cơm đoàn tụ, có cha, có mẹ, có con, có tình yêu, có thể có được không? Giữa cái thời buổi của công nghệ viễn thông, giữa thời buổi mà mỗi một em, mỗi một người, kể cả cha và mẹ, mỗi người là một chiếc smartphone ở trong tay. Và buổi nói chuyện đó, các tín hữu Kitô giáo hỏi sư rằng, các con, những người con của Đức Phật, có dùng điện thoại để phá nát đi mối liên kết của tình thương trong gia đình không? Các bạn có sống chỉ biết mình với những gì mình đang có, như iPad, iPhone, như những cuộc chơi vui, và cuối cùng quên mất tình thương của gia đình, quên mất ân nghĩa, quên mất những gì mà truyền thống Việt Nam rất là cao đẹp dành cho các em hay không? Và họ tâm sự rằng, đối với những bậc cha mẹ, những người theo tín hữu Kitô giáo, họ cũng rất đau lòng. Bởi vì tuổi trẻ bây giờ, nếu không được bằng tình thương để giáo hóa, để định hướng, thì các bạn có tất cả nhưng tuổi trẻ và sự cô đơn. Các bạn rất cô đơn bởi vì các bạn đã phá đi tất cả mọi sự kết nối giữa người và người. Các bạn không cần trong tay các bạn cái điện thoại đó, nó giúp cho các bạn chit chat qua Zalo,
qua Instagram, qua Facebook, qua tất cả các kiểu truyền thông, bằng các ký hiệu, bằng các kiểu viết tắt, các hình tượng, để mà chia sẻ thông tin với nhau. Và các bạn gần như quên đi cái gia đình của mình, đó là nơi mình sẽ trở về. Dù cho những con người có lớn lên, trưởng thành, có vợ, có chồng, có con, có cái, ai cũng có một nơi để nhớ về, để yêu thương, đó là mái ấm của gia đình. Cho nên mới có bài hát: ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh, thắp sáng một gia đình. Và hôm nay sư ngồi nói chuyện với các con, sư cũng rất hạnh phúc là các con được ngồi trong hơi ấm của các bậc cha mẹ. Có những người con, cha mẹ bây giờ còn đi làm ở đâu á, chưa có về đâu. Có những người may mắn hơn, có cha mẹ đang ngồi đây. Và không ít những người con đã mất cha hay mất mẹ. Nếu chúng ta không dừng cuộc sống này lại, không lắng nghe tiếng nói của lòng biết ơn, chúng ta dẫm đạp lên tất cả mà sống mà đi. Tuổi trẻ của sự bất cần. Trong khi là một người con Phật, phải hiểu rằng vạn pháp do duyên mà sanh khởi. Nhiều duyên lắm mới tạo nên một con người. Và cho đến một bông hoa cũng rất nhiều duyên mới có cái bông, cái hoa. Một bát cơm ăn, một ly nước uống cũng có rất là nhiều nhân duyên bởi mồ hôi nước mắt của chúng sanh. Các con hãy suy gẫm đi, có cái gì tự nhiên mà nó có không? Cho đến mưa ở trên trời rớt xuống thì những giọt mưa đó cũng không phải tự nhiên mà có được. Cũng phải kết tinh từ nước bốc hơi lên trời tạo thành mây, rồi là mới đủ các điều kiện mà mưa rơi xuống. Huống chi các con, một con người có mắt để nhìn thấy, có tai để nghe, có miệng để nói, để ca hát líu lo, được đi đến trường, cơm ăn mỗi ngày, giường cao nệm ấm đó ở đâu mà ra? Tất cả là ơn tổ quốc, ơn tam bảo, ơn tổ thầy, ơn cha mẹ và ơn đàn na tín thí, tất cả chúng sanh. Con người không trọng ơn, không biết ơn, không biết từ đâu mình đến đây, do đâu mà mình giờ này ở đây, được mạnh khỏe, bình yên như thế này. Không cần biết, đó là con người đau khổ nhất. Con người luôn biết ơn, đó là con người hạnh phúc nhất. Đặc biệt, truyền thống của người dân Việt Nam, truyền thống của Phật giáo, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Luôn luôn với lòng biết ơn. Uống một bát nước cũng phải biết ơn, uống ăn một bát cơm cũng rất tri ân. Nhưng mà nếu chúng ta không có những lúc được ngồi bên nhau mà gợi nhớ lại, mà định tâm, chánh niệm, có khi chúng ta dẫm đạp lên tất cả mồ hôi nước mắt của cuộc đời mà đi. Tội nghiệp biết bao nhiêu những con người sống vô ơn, bạc nghĩa. Mới cách đây một tuần, sư đã giảng cho sinh viên khoa tâm lý học trong cái bộ môn tôn giáo. Thì thầy Hoàng Lộc đưa các bạn sinh viên về chùa Thiên Quang. Tất nhiên không phải những bạn đó đều là Phật tử. Họ có nhiều tôn giáo khác nhau và có thể là không tôn giáo. Mà các bạn đấy con nói không phải chỉ là 2 giờ đồng hồ để rồi học, để rồi thi. Thưa sư, con cảm nhận những lời sư nói là hành trang đưa chúng con vào cuộc đời. Những người biết nói như vậy, đó là những người hạnh phúc. Quý thầy, quý sư, họ đang truyền trao cho mình. Các học sinh, các sinh viên, như hôm nay là các khóa sinh,
tinh hoa của cuộc đời, những gì tốt đẹp nhất truyền trao cho các em. Có lần sư đến thăm trường Đại học Y khoa ở tỉnh Hải Dương. Ban đầu chỉ là một số các thầy cô giáo của trường đại học, nhưng sau đó là sinh viên ngồi đầy hết. Và sau buổi nói chuyện đó, rất ngắn thôi, thầy hiệu trưởng rất cảm động mà nói rằng: "Tôi từng nghe sư giảng bài pháp thắp sáng niềm tin. Tôi nghĩ đạo Phật sao mà hay như vậy? Không có niềm tin làm sao sống? Rồi hôm nay sư nói chuyện với các sinh viên, tôi nghĩ rằng nó giá trị. Có thể nếu con người ta đón nhận được nó hơn những giáo trình công dân đạo đức dài lê thê mà con người ta không tiếp nhận." Sư nói những điều đó để các con phải biết rằng ân phúc là đây, không phải là tiền bạc, là nhà cửa, là địa vị, là vợ đẹp, là con xinh. Đôi khi tất cả những điều đó lại đem cho con người vô số những khổ đau. Có nhiều muốn nhiều hơn, được lại sanh lòng tham, không được thì khổ đau tiếc nuối. Cuộc sống này con người thật không biết tu tập, vô vàn khổ đau. Cho nên chúng ta đến với khóa tu, chúng ta sẽ định hướng được cuộc sống mình, không vọng tưởng làm gì. Những điều xa xôi mà ngay bây giờ và ở đây chúng ta sống rất tốt. Trong thời pháp này, các con ngồi lưng thẳng, chánh niệm, trang nghiêm, ta đón nhận tất cả những gì gọi là tinh hoa của cuộc đời. Chúng ta hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây. Đó cũng là một chân lý trong cuộc đời, thưa các bạn. Chung quanh chúng ta cũng có các bậc cha mẹ. Các vị đó đã ở tuổi trung niên rồi. Trên thì có già, dưới có trẻ. Mà cuộc sống của chúng ta thì luôn bận rộn và không có thời gian dành cho cha mẹ. Trạng thái của cha mẹ già thì đôi khi cảm nhận sự cô đơn, bởi vì con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn thương con, nhưng mà con lúc nào cũng cảm thấy con không cần, mà để mặc con không cần mẹ, con chẳng cần cha. Các vị đã lạc hậu rồi, hãy để mặc con. Và do vậy, mặc cho con cái bất cần, các con có biết rằng cha mẹ vẫn hướng đến các con. Lúc nào đến với chùa, đến với những cái niềm tin tín ngưỡng, thì cái điều đầu tiên họ nghĩ đến con cái, họ cầu nguyện cho con, cho cháu của mình. Lúc nào cũng sợ con cái gặp chuyện chẳng lành. Nếu bản thân không giúp gì được thì chỉ có biết dặn dò, lo lắng, hỏi thăm con. Khi con cái có cuộc sống không tốt, trải qua những khó khăn vất vả, thì người lo lắng nhất không ai khác hơn vẫn là cha mẹ. Các con học hành, các con lo thi, lo cử, cha mẹ quần quật kiếm sống nuôi con. Nhưng các con ơi, người mà lo cái chuyện thi cử của các con cũng vẫn là cha mẹ. Có lần sư đi dạy về, trời mưa rất to, ở bên trong là các thí sinh đang ngồi viết bài, ở ngoài này các bậc cha mẹ đứng chờ con. Trong những cơn mưa, cha mẹ mặc áo mưa, đội nón che dù mà ngóng vào bên trong, cầu nguyện cho con, không biết con mình làm bài có được không. Bởi vì đời mình đã vất vả rồi, đã gian nan, đã cực khổ rồi, thì muốn con có cái chữ, có được thành công trong cuộc đời. Cơn mưa càng lúc càng to, và sư thấy một người ngồi co ro trên một cái chiếc xe lăn. Hóa ra đó là một người cha tật nguyền. Cột một chân,
mất một bàn tay và đôi mắt có lẽ thị lực rất kém. Và cái áo mưa rất mong manh, chắc chắn cơn mưa đã làm ướt đẫm người cha già tàn tật. Cái năm đó sư còn đi dạy bằng xe Honda. Sư đến gần, sư nói chào bác, sao bác ngồi dưới mưa như thế này? Bác nói, con nó thi ở trong kia kìa. Cô à, chắc cũng không nhìn rõ sư đâu. Mắt hấp háy, con nó thi ở trong kia. Tôi đang ngồi, tôi niệm Phật, tôi cầu nguyện cho con của tôi. Tôi đã tật nguyện như vậy, tôi sanh đứa con ra toàn vẹn, đầy đủ, tôi hạnh phúc lắm. Nhưng mà nó mồ côi mẹ, tất cả những gì có thể làm được tôi làm cho con. Và bây giờ mưa gió gì cũng không sao hết cô ơi, tôi chỉ mong con tôi nó thi cho được. Cha mẹ luôn lo lắng cho con như vậy, cho dù cha mẹ lặng giá, không toàn vẹn tấm thân, ngồi co ro trên một cái chiếc xe lăn như vậy, cái xe tự chạy đó, lăn lăn quay quay như vậy mà chạy, xe lắc đó, mà chỉ biết nhìn vào trường để cầu nguyện cho con. Cho nên cho dù cha mẹ tật nguyền, khiếm khuyết, cha mẹ nghèo, cha mẹ khổ, cha mẹ xấu hay già, thì tình thương lớn nhất vẫn là con của cha, của mẹ. Sư nhớ hồi nhỏ, sư cũng ham học lắm. Nhưng mà tối rồi, đã cả ngày học rồi, tối rất là buồn ngủ. Nghĩ cái chuyện thức khuya học bài là cái chuyện người học trò nào cũng nói. Tối nay thức khuya học bài. Nhưng mà tới 9 giờ là mắt nó díp lại, nó không cho học. Cho nên mắt nhắm mắt mở, nói mẹ ơi con đi ngủ mẹ, 3 giờ sáng mẹ gọi con dậy. Ờ thôi con đi ngủ đi, 3 giờ mẹ sẽ gọi con dậy. Hồi xưa sư cũng thấy thức khuya là uống cà phê, cho nên một lần bắt chiếc uống cà phê là nó thức mấy ngày luôn, tim đập mấy ngày, sư sợ. Sư nói 3 giờ sáng mẹ gọi con dậy. Mới có 2 giờ sư đã thấy mẹ gọi rồi. Nhìn đồng hồ 2 giờ sư giận mẹ, mới có 2 giờ mẹ không cho con ngủ. Giờ mới 2 giờ bắt con dậy rồi, dỗi quay lưng vào trong vách tường để ngủ thêm. Nhưng mà tất nhiên biết là bài chưa học, cho nên nằm một chút thì phải ngồi dậy. Nhưng mà miệng càm ràm không tiếc lời đối với mẹ. Thôi mẹ xin lỗi con, thôi con học đi, con mệt thì con nằm nghỉ một chút rồi con học. Rồi sư nói sao các con biết không? Nằm cái gì nữa mà nằm, dậy là mất giấc ngủ rồi, nằm gì nữa. Thế rồi ngồi học, các con biết không? Học. Nhưng mà đến khi đó, đến khoảng 5 giờ mấy là bài cũng tương đối thuộc rồi, là bắt đầu đi ngủ lại một chút để lát nữa là đi, 6 giờ là đi học, lăn vô nằm ngủ một chút nữa đó. Thì 6 giờ mẹ sư lại gọi con ơi dậy đi học, mà gọi rất khẽ khàng, sợ con giận đó. Vùng vẳng nữa để đi học. Nhưng mà chị của sư mới nói, em ơi, em đừng có vùng vằng nữa. Em chỉ dặn mẹ gọi em dậy sớm, mà em có biết là mẹ đã thức suốt một đêm không? Mẹ sợ rằng mẹ cũng sẽ ngủ quên. Cho nên mẹ thức suốt một đêm, 2 giờ cho em dậy học, rồi mẹ xuống nấu cơm. Hồi đó đâu có tiền mà ăn sáng các vị. Sáng là nấu khoai, nấu cháo, nấu cơm. Làm gì có bếp ga, bếp điện. Củi là rơm. Mắt mẹ đỏ hoe hết mà thổi cơm cho con ăn đi học. Mà mình chỉ biết là mình vùng vằng thôi, chứ đâu có biết rằng cũng chỉ vì những cái điều gắng sức của mẹ đó mà mẹ mau chóng mất đi tuổi thanh xuân, già nhanh theo năm tháng. Mà nếu đứa con nó biết ơn, biết nghĩa, biết tình, thì mẹ còn có hạnh phúc, có niềm vui để sống, để yêu cái cuộc đời này vì
tôi có những đứa con ngoan. Nhưng nếu các con lại nhẫn tâm dẫm đạp trên tình thương và công ơn cha mẹ, thì có lẽ rằng cuộc đời này không còn ai khổ hơn mẹ và cha. Cho nên thứ mà cha mẹ mình cất giữ không phải là cô đơn đâu, mà lúc nào cũng sợ con cái gặp chuyện chẳng lành. Điều thứ hai, cha mẹ thật ra không phải như chúng ta. Chúng ta làm cái gì á, lúc nào cũng sợ bạn giận, lúc nào cũng sợ người yêu bỏ. Nhưng chúng ta xem cha mẹ là nơi để mình làm phiền, để mình đòi hỏi và trách móc. Cho nên các con đâu có biết rằng khi chúng ta chỉ biết làm phiền cha mẹ, bởi vì lúc nào cũng yêu thương mình vô bờ, vì vậy mình đòi hỏi bất tận, thì cha mẹ lúc nào cũng sợ làm phiền con cái. Và con xem đi, có khi cha mẹ mình có bệnh cũng không nói ra. Nếu có một ngày con nhận được tin nhắn cha mẹ của mình ngã bệnh, nếu nhận được cái tin đó thì chắc là nghiêm trọng lắm rồi. Nếu bệnh nhẹ nhẹ sơ sơ, cảm cúm, họ nhất định chẳng làm phiền đến chúng ta đâu. Mà chúng ta nhận được cái tin nhắn con ơi, mẹ con ốm rồi, là chắc là chuyện không lành rồi đấy các con ạ. Mà cuộc sống này con người ta toàn là thích những giọt nước mắt muộn màng. Còn giọt nước mắt hạnh phúc, giọt nước mắt chia sẻ niềm vui với mẹ, với cha, các con tiếc lắm, các con để dành cho bạn bè và người yêu. Còn đối với cha mẹ, chỉ khóc khi tất cả đã muộn màng. Cho nên các con đến với nhà Phật phải học một điều, đó là luật vô thường. Phải hiểu vạn pháp là vô thường. Cho nên chẳng có ai hứa hẹn cha mẹ sẽ sống với các bạn đến năm nào, tháng nào hay là ngày nào đâu. Cơn gió vô thường có thể đến với cha mẹ chúng ta hay bản thân chúng ta bất cứ lúc nào. Các con thấy đó, hàng ngày chúng ta tiếp cận bao nhiêu cái chết. Và chúng ta có nghĩ rằng một lúc nào đó cơn gió vô thường sẽ đem mẹ mình đi không? Và biết là vô thường sao không trân trọng? Biết là không bền chắc lâu dài sao không yêu quý ôm ấp trong tim? Tuổi trẻ đôi khi tàn nhẫn, chỉ biết mình và biết mình thôi. Cho nên tuổi trẻ cô đơn vì ích kỷ, tuổi trẻ bất hạnh vì chẳng có biết ơn. Sư nói rất chân thành các con ạ. Hầu như từ đầu mùa hè tới giờ ít có ngày nào sư được ở chùa. Sư cũng vừa mới trở về đây từ khóa tu tuổi trẻ hướng Phật của tỉnh Bình Định. Hôm nay gặp các em, chủ nhật này sư sẽ đến khóa tu mùa hè của chùa Long Thiền và tiếp tục như vậy. Thái Bình, Hà Nội, miền Trung, miền Nam. Và sư hiểu các con rất nhiều. Các con thích những giọt nước mắt muộn màng. Toàn là lỡ làng rồi không à, rồi mới khóc. Cho nên khi cha mẹ mình đau ốm, khi nỗi thống khổ bệnh tật dày vò, họ thường hay nói với chúng ta: con lo học đi, mai là mẹ khỏe thôi. Con lo học đi, qua đêm là bố khỏi thôi mà. Chịu đựng một chút là bố tốt thôi, con đừng lo. Họ luôn có niềm tin rằng mình sẽ khỏe lại nhanh chóng vì con mình còn nhỏ. Họ không bao giờ nghĩ rằng mình cơn gió vô thường mình chết đâu. Tại vì con tôi còn nhỏ, tôi không thể chết. Với cái niềm tin đó mà họ vượt qua bệnh tật, khó khăn, khổ đau và lúc nào miệng cũng mỉm cười. Và cười rất tươi. Chứ các con đâu có biết cha mẹ khổ đau như thế nào, với những món nợ cuộc đời, những món nợ tình cảm, với những nỗi khổ tâm lo âu. Vì cuộc sống này là bất toàn, cuộc sống này là vô thường. 5 giờ là đứa con đi học về, mà 6 giờ chưa thấy là tim mẹ đánh trống liên hồi, không biết có chuyện gì xảy ra.
Nhưng mà có người đi chơi cả đêm, rồi sáng về nó mẹ làm gì lo dữ vậy, con lớn rồi. Nhưng mà mình đã giết mẹ một đêm, mẹ mất ăn, cha mất ngủ, mình đương nhiên chơi bời với bạn bè. Rồi cuối cùng cứ nói một câu, con lớn rồi mẹ có biết không. Cho nên sư vẫn thích cái câu thơ của Chế Lan Viên: con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn thương con. Cha mẹ lúc nào cũng nói không có bệnh, cha mẹ lúc nào cũng nói ăn rồi, lúc nào cũng nói uống rồi, đó là căn bệnh của cha mẹ. Tất cả là cho con. Biết con thích cái đó là sẽ nói mẹ ăn rồi, ăn đi con, mẹ ăn rồi. Các con có biết mẹ có ăn không? Hay nhiều khi mẹ cũng nhịn thèm cho con. Mẹ rất mệt, bà mẹ nói mẹ không mệt, nặng về giờ chán. Coi con khỏe hay là nóng đầu, cảm hay sốt. Và cứ thấy con khỏe là mẹ vui, con học hành tiến tới là mẹ xin cảm ơn trời Phật. Còn những cái bệnh của mẹ nhiều khi đó là đến khi trầm kha, là thập tử nhất sinh rồi thì mình mới biết. Bởi vì mẹ luôn nuốt những cái đớn đau vào để chịu đựng một mình. Lúc nào nó còn bé, nó biết gì đâu. Nhưng mà sư muốn nói với các con không còn bé nữa. Các con đã lớn, các con biết ngồi đây để nghe pháp mà không chơi bời. Các con về với khóa tu mùa hè là các con đã biết lợi ích tuổi trẻ học Phật. Đó là biết vạn pháp vô thường. Đó là biết con người muốn có giàu sang, phước báo, trí tuệ, con người đó phải có hiếu, có nghĩa, có nhân. Không ai yêu thương tôi bằng mẹ, mẹ nuôi tôi bằng sữa ngọt, mẹ dạy dỗ nâng nuôi tôi lớn khôn nên người. Nay mẹ đã qua đời, tôi không sao quên được hình bóng mẹ hiền. Bà mẹ ngày xưa, lời nói của mẹ là một bài ca thiên thu. Tại sao sư nói lời nói của mẹ là bài ca thiên thu? Rồi các em lớn đi, các em có vợ, có chồng, có tất cả những gì các em mong muốn. Các em cũng đầy ắp những lời nói yêu thương. Nhưng mà chỉ có lời nói yêu thương của cha mẹ là bài ca thiên thu. Bởi con tôi như thế nào tôi cũng thương. Con tôi càng yếu, con tôi càng dốt, con tôi càng xấu, tôi càng thương con tôi. Nhưng mà cuộc đời này không phải vậy đâu các con. Các con có tài, các con đem lại cho họ cái này cái khác, bắn ít đi, bắn quy lại thì các con được tôn trọng, được hứa hẹn, được nói những lời mát tai vừa ý. Chỉ có cha mẹ mình thì mình như thế nào, cha mẹ vẫn thương. Con mình, con cha mẹ mà thông minh, mà dễ thương, mà học giỏi, trời ơi một niềm tự hào, mà đi đâu cha mẹ cũng khoe. Nhưng mà đùng một cái, có những chuyện các con làm cho cha mẹ đau lòng, thì cho dù lời nói có nói cho chúng ta những lời khó nghe đi chăng nữa, vẫn là vì quá thương con mà phải mắng, mà phải nói những lời nặng nề. Tất cả lời nói của mẹ, của cha là do tình thương con mà ra. Cho nên mới nói lời nói của mẹ là bài ca thiên thu. Rồi sau này càng lớn lên, các em sẽ làm cha làm mẹ, các em sẽ hiểu lòng cha mẹ. Rồi lúc đó các em sẽ thấy rằng, ôi may quá, mình được nghe pháp, mình học Phật từ nhỏ, mình sống với cha mẹ, kể ra không đến nỗi tệ. Để rồi mình vẫn thấy rằng
Dù sao đi nữa, con cũng có tình, có nghĩa, có nhân. Và như vậy, tuổi trẻ học Phật, đó là học lòng biết ơn, đó là học sự chân thành, đó là khiêm cung và lễ độ. Đạo Phật không đi ra ngoài truyền thống của dân tộc Việt Nam, thưa các bạn. Cho nên mình phải biết căn bệnh của cha mẹ là mẹ ăn rồi, mẹ khỏe, cha không sao. Mà lúc nào cũng hỏi, con ăn chưa? Con ăn được không? Con có sao không? Còn mẹ thì sao? Tôi ngủ ngon, tôi tốt, tôi không sao. Nhưng các con ơi, hãy nhìn kỹ vào đôi mắt mẹ. Hãy nhìn đôi mắt hằn sâu dấu chân chim của mẹ. Hãy nhìn vào vầng trán đã hằn những nếp nhăn, tóc đã bạc. Vì ai? Vì con. Nhiều khi nói chuyện với chúng ta cũng sợ con không vừa lòng. Có nhiều cha mẹ nói chuyện với con rất cẩn thận, sợ nó giận. Có nhiều người cha mẹ là cũng không có quan tâm, bụng mình thương con là được. Chứ mình nói thì nhiều khi đó là gọi là nói bổ bả đó, nói sao cũng được hết. Nhưng mà có những người cha, người mẹ cẩn thận khi nói chuyện với con. Mà khi nào mà mình thấy cha mẹ không có cẩn thận, không có sợ mình giận, có nghĩa là cha mẹ mình đang già rồi đó con ạ. Đã bắt đầu lẫn rồi đó. Chứ cha mẹ lúc nào cũng muốn mình vui. Con người thường mang cái bộ mặt tốt đẹp khi ở ngoài xã hội, nhưng lại mang cái bộ mặt xấu xí, nhăn nhó về nhà. Bởi vì khi đứng trước mặt cha mẹ, chúng ta là người thật của chính chúng ta. Còn đi gặp người ngoài, gặp sếp, gặp bạn, gặp đối tác, gặp người yêu, người đẹp, vân vân, chúng ta không bao giờ là chính ta. Ta phải làm vừa lòng đối tượng. Và ta chỉ là ta khi ta đứng trước mặt cha mẹ của mình. Trừ một số trường hợp nói dối để mà được cái chuyện gì đó. Chứ còn các con thường không thể nào mà đem cái bộ mặt vui vẻ, ít có đem bộ mặt hân hoan để làm quà cho cha mẹ, mà chỉ mang một bộ mặt nặng nề, một cái món nợ ở cái đời nào á mà đưa lên tặng cho cha mẹ. Thì hôm nay sư nói điều này, các em biết không, các em rất đẹp, nụ cười các em tựa như thiên thần. Các em hãy cười và nói, mẹ ơi, con yêu mẹ, con xin cảm ơn mẹ. Có được không các em? Cha mẹ mình rồi sẽ già đi, và đó là hình bóng của mình trong tương lai. Đó là quy luật của cuộc đời. Đức Phật ngày xưa là Thái tử Tất Đạt Đa, sống trong cung vàng điện ngọc, mà Ngài lại quyết từ bỏ đời sống nhung lụa, vợ đẹp con xinh, mà đi xuất gia. Bởi vì biết cuộc đời này sanh già bệnh chết, đó là quy luật, phải ra đi để tìm một cái lẽ sống, con đường chân lý mà giải thoát những nỗi khổ, niềm đau chồng chất buôn kiếp sống của con người. Cho nên cha mẹ già, đó là hình ảnh của chúng ta ngày mai. Ta bất hiếu với cha mẹ thì rồi đấy con chúng ta sẽ bất hiếu với chúng ta. Đó là quy luật nhân quả trong nhà Phật. Phải học bài vô thường, phải học bài nhân quả. Đó là bản chất trong cuộc đời. Một ngày nào đó, ta có thể về nhà mà không còn nghe thấy tiếng của cha mẹ, và cũng không còn nhận được một cuộc điện thoại, sao con chưa về, con không về ăn cơm. Mẹ ăn đi, mẹ lo con làm gì. Tại trong túi mình có rủng rẽ ít tiền rồi, mình còn đi bao bạn bao bè, còn fast food, còn này kia chứ, ăn làm gì mấy cái món của mẹ ăn hoài. Nhưng mà các con ơi, rồi sẽ có một ngày mình không bao giờ nhận được cuộc điện thoại nào của cha mẹ nữa. Lúc đó sẽ thấy mình cô đơn, sẽ thấy mình bất an trong một
hành trình cuộc đời mà ai thiếu cha thiếu mẹ thì như bầu trời chẳng có ánh sao. Mà ai mà còn mẹ thì đó là hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời. Vì vậy, ôi những bạn trẻ của chúng ta bao giờ mới thôi cáu kỉnh với cha mẹ vì những chuyện rất nhỏ. Lát nữa đây, các con sẽ được quý thầy cho các con thắp ngọn nến để mà sám hối ăn năn. Thắp ngọn nến để mà cầu nguyện với lòng biết ơn hướng về cha mẹ. Đêm nay các con sẽ được một công đức rất lớn là hãy dành trọn vẹn cho ân nghĩa sinh thầm. Làm con phải hiếu. Người con Việt Nam nào cũng thuộc câu ca dao đó hết. Các con đọc lại cho sư nghe coi. Công cha như thế nào? Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong mùa chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho con chữ hiếu mới là đạo con. Tuyệt vời thay người con Việt Nam. Nhưng mà bây giờ còn mấy người thờ mẹ kính cha? Hay là sống với lòng bất nhân bất nghĩa mà tự cho mình là anh hùng? Anh hùng rơm, anh hùng cỏ. Và những cái người đó, cha mẹ mà mình còn không hiếu đạo thì mai sau này ai tin được tình thương của các bạn đối với nhân loại, đối với cuộc đời? Cho nên các bạn ơi, bao giờ chúng ta mới thôi cáu kỉnh và bất hiếu với cha mẹ? Từ những chuyện rất nhỏ ta cũng có thể cáu với cha mẹ. Mẹ chậm dùng điện thoại lâu, nhìn vào cái màn hình điện thoại bé xíu mà vẫn chưa bấm điện thoại cho bạn được, thì mình cũng gắt lên: mẹ làm cái gì cũng lâu hết. Bố mắt mờ muốn xem YouTube, trên TV bố gọi mình đến làm cho bố hai ba cái, bảo bố lạc hậu quá bỏ đi. Mình không bao giờ có cái sự kiên nhẫn, mặc dù cha mẹ đã kiên nhẫn với chúng ta cả một cuộc đời. Chúng ta hãy chấn chỉnh lại đối với bố mẹ, đối với người thân. Hãy lễ độ đối với thầy cô. Hãy có tình thương đối với tất cả chúng sanh vạn loài. Có như vậy, các bạn sẽ biết ngày mai đây các bạn sẽ giàu có. Tại vì giàu có là do phúc đức, giàu có là do mình sống tốt. Chứ còn nếu con người ta giàu có là bởi vì có quá khôn lanh và xảo quyệt thì chỉ có sáng giàu là chiều đã mất sạch rồi. Chúng ta phải giàu có bởi vì lòng biết ơn và sự phúc đức của mỗi một con người. Sư nhớ có câu chuyện rất là dễ thương. Con trai thấy bố có mạnh không? Con trai nói: dạ bố rất mạnh ạ. Con thấy bố như thế này, có nên học võ công thiếu lâm không? Ồ, nếu mà bố học võ công thiếu lâm thì bố quá tuyệt vời bố ạ, lợi hại. Thế bố với con cùng học nhé. Ok liền. Vậy thì muốn học võ công thiếu lâm, điều đầu tiên bố sẽ cạo đầu. Tại học thiếu lâm thì cạo tóc hết mà. Rồi đây, bố đã cạo trọc đầu rồi đấy. Bắt đầu bố luyện võ công thiếu lâm. Con thấy có được không? Đứa con nói: tuyệt vời quá bố, mà con không cạo đâu. Con cạo đầu đi học. Bạn gái con nó cười. Nhưng mà rồi các con biết không, khi con trai thấy cha cạo đầu vui vẻ hoan hô, chắc chắn bố sẽ trở thành cao thủ võ lâm. Nhưng đó là cái ngày mà cha bắt đầu vào bệnh viện để hóa trị. Cha bị ung thư, nhưng cha không muốn nói rằng: con ơi, bố ung thư, bố bệnh hiểm nghèo, mà bố sẽ học võ công nên bố sẽ cạo tóc. Đứa con cảm thấy bố cạo tóc là bố sẽ khỏe lắm, bố sẽ thành cao thủ võ lâm. Và lời nói dối ấy để làm cho con yên lòng. Và đến khi con có biết ra, con vẫn nói: bố ơi, chắc chắn bố sẽ là cao thủ.
bố sẽ vượt qua tất cả mọi sự bệnh tật. Và con hôm nay cũng sẽ học võ công thiếu lộc. Thế là con cũng cạo đầu để mà động viên bố đang xạ trị trên giường bệnh. Chúng ta cần phải đến gần bố hơn, yêu cha yêu mẹ một cách chân thành. Có một người bố mắc chứng Alzheimer là bệnh trí nhớ kém. Khi bệnh nhẹ thì không sao, chứ đến bệnh nặng người thân không có nhận ra. Con trai đi bên cạnh cũng không nhận ra vì là mất trí nhớ. Một hôm đứa con trai đưa bố đi ăn nhà hàng, thì cuối cùng ở trong đĩa còn lại hai cái bánh giò. Bố liền cầm cho vào túi. Đứa con trai sững sờ, mắc cỡ, ăn no rồi, sao bố bỏ hai cái bánh vào trong túi? Bố bỏ bánh vào túi làm gì vậy? Người bố nói, hai cái bánh giò này tôi để dành cho con trai tôi. Con trai tôi thích ăn bánh giò lắm. Tức là không biết là con trai đang đứng trước mặt. Bố mất trí nhớ, nhưng mà bố vẫn biết rằng con trai thích ăn cái bánh này, bố sẽ đem về cho con trai. Cho nên con người ta bận, con người ta quên nhiều thứ, nhưng có những điều liên quan đến đứa con mình, bố mẹ lại chẳng quên đâu. Các con phải biết như vậy, để rồi một ngày nào đó, thời gian trôi đi, cha mẹ ta cũng sẽ già, rồi có thể đổ bệnh. Lúc đó bản thân có thể chẳng nhớ, quên thứ này lẫn thứ nọ, nhưng mà tình yêu dành cho con cái thì không bao giờ mất các con ơi. Mà cái chuyện cha mẹ lớn lên và với một cái cấp độ sống trong áp lực như vậy, rồi là chích ngừa COVID nữa nha, 3 mũi, 4 mũi nhá, cũng làm ảnh hưởng đến trí nhớ rất nhiều. Cho nên có người con làm ở trong nhà máy, nhưng mà bố nói con đừng có ăn ngoài. Ăn cơm ở bên ngoài bây giờ thức ăn, thức uống có khi không sạch, và ăn rồi lại bị ốm bởi vì là người ta dùng những chất hóa học. Thôi thì để cứ ba nấu cơm đem vào cho con, bởi vì là nhà cũng gần xưởng. Thì anh chàng công nhân này muốn ăn cơm ba nấu, một phần cũng vì tiết kiệm và một phần là ba nấu cơm rất ngon. Các đồng nghiệp cũng công nhận là ba nấu cơm rất ngon. Nhưng mà họ cũng có vẻ coi thường cái ông bố này. Ông này có cái nghề gì đâu, có cái nghề mỗi trưa bê hộp cơm vô cho con chứ, có làm được cái ông gì đâu. Mà đúng thật, người cha chỉ biết nấu cơm, chỉ biết chịu đựng cực khổ mà cũng không hề nghĩ đến hưởng thụ cái cuộc đời này. Nhưng mà lúc này anh thấy không biết sao mà cha cứ nấu linh tinh không còn ngon nữa. Hôm thì quên bỏ muối, hôm thì muối rất mặn. Đó là mình biết là sao? Cha mẹ mình bắt đầu có những triệu chứng già, có thể già trước tuổi vì khổ, vì lo. Một hôm đó, 7 giờ tối mà vẫn không thấy cha mang cơm. Đúng là mang cơm là phải buổi trưa, 7 giờ tối cũng không thấy. Cuối cùng mới nghe một cuộc điện thoại từ sở cảnh sát thông báo là bố đang ở sở cảnh sát. Không biết bố mình làm gì mà bị vô đồn ngồi rồi. À, thì cảnh sát cho biết bố anh bị lạc đường. Anh đến mà đón bố về. Anh ta hối hả chạy đến. Nhìn bố, ông muốn điên luôn á. Bố làm cái gì vậy? Có một hộp cơm à? Mà đến giờ này không có cho cơm ăn mà còn đi vô đây ngồi nữa. Cái đầu tiên là bực cái đã. Rất là giống chúng ta đó nha. Đó. Cha nhìn thấy con trai, con biết bố nói câu gì không? Ăn cơm đi con. Cha bị lạc đường 6 tiếng đồng hồ thì gặp con. Cha chỉ biết đưa hộp cơm và nói, con ăn cơm đi, con đói lắm phải không? Người cảnh sát nói, cha anh bắt đầu có triệu chứng đãng trí đấy. Ông cứ đi đi lại lại, đi đi lại lại mà không biết đi đâu.
Cho đến khi mà người ta phát hiện rồi kiếm cái danh thiếp ở trong túi của ông á, mới gọi cho đứa con đem bố về. Lúc đó anh ta mới biết là cha đãng trí đi lăn quăn cả một buổi trưa cho đến chiều trên con đường mòn. Và cái bệnh đãng trí chẳng biết phải đi đâu, nhưng đến khi gặp con vẫn nhớ rằng con ăn cơm đi. Thế thì cha mẹ chúng ta chắc không phải đãng trí như vậy đâu, nhưng mà hình ảnh trong trái tim của cha mẹ đó là ai hả các con? Đúng rồi, cho một tràng pháo tay. Các con thân mến, chúng ta sẽ học được nhiều bài học quý giá trong những ngày tu mùa hè với những cơn mưa. Nhìn những giọt mưa là chúng ta hãy nhớ đến giọt nước mắt của mẹ hiền. Cha mẹ đã khóc nhiều lắm. Nước mắt của cha mẹ khóc vì chúng ta trong vô lượng kiếp nhiều hơn nước trong bốn biển. Chúng ta đã học Phật, hãy phát nguyện làm người con có hiếu. Sư thấy ở dưới đó các con lau nước mắt nhiều lắm. Thế thì các con có biết rằng tình thương của cha mẹ dành cho các con mênh mông như trời, như biển hay không? Ngày xưa, chuyện tiền thân của Đức Phật, trước khi mà thành Phật, Đức Phật đã từng trong nhiều kiếp sống làm người con đại hiếu. Muốn thành Phật cũng làm con hiếu thảo nhiều kiếp lắm. Chứ không phải như các con nghĩ là luyện thần thông để thành Phật đâu. Sống đạo đức là thành Phật. Thần thông không có thành Phật được đâu các con ạ. Múa may quay cuồng rồi cũng khổ mà chết thôi. Chỉ có đạo đức, chỉ có nhân nghĩa mới đưa con người ta đến cái hạnh phúc vĩnh hằng trong cuộc đời. Một thời xưa, lúc đó Đức Phật đang ở trong cái kinh thành Sravasi tại ngôi chùa Jetavana, và Đức Phật đang nói về tiền thân của Ngài, tức là kể về câu chuyện kiếp sống xưa. Mình ngồi đây mình có biết kiếp sống xưa là cái gì đâu. Mình u mê, mình vô minh, tâm tối, mình chẳng biết gì, mình chỉ biết cơm ngày ba bữa, quần áo, giày dép, đi chơi, sinh nhật. Còn những bậc thầy tu đắc đạo, họ có thể ngồi trong thiền định và có thể nhìn lại kiếp sống xưa. Lúc đó Đức Thế Tôn thuyết giảng về một tiền kiếp, Ngài cũng là một vị Bồ Tát Suvarnasama. Cha là Dukula và mẹ là Barika ở trong rừng. Nhưng mà một người con này là một người con đại hiếu. Mà con đại hiếu gọi là Bồ Tát. Các con sống có hiếu, các con là con của Bồ Tát. Các con bất hiếu, các con là con của ma, con của quỷ. Mà có quỷ ma hộ pháp, chứ còn mình là quỷ ma phá đạo, phá nhà. Và ở đây là một người con đại hiếu và gọi là Đức Bồ Tát. Các con ráng có hiếu đi thì mình cũng làm con của Bồ Tát. Đồng ý không các con? Thì Đức Bồ Tát Suvarnasama đó sống ở trong rừng, cho nên thường vào trong rừng tìm trái cây về nuôi dưỡng cha mẹ. Và Ngài lúc rảnh á thì không có vui chơi mà thực hành thiền định, rải tâm từ đến vô lượng chúng sanh. Tức là không chỉ yêu thương cha mẹ mà Bồ Tát còn rải tâm từ bi đến tất cả. Con người, con vật đều rải tâm từ bi mới gọi là Bồ Tát. Còn tuổi trẻ bây giờ đó nha, mà sát sinh hại vật, mà gian tham trộm cắp thì cái quả báo rất khổ đau. Người Phật tử tại gia là không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc. Ai giữ được những giới đó, đời sống người đó
chắc chắn an lành, hạnh phúc và nhiều phước báo. Vì vậy mình không sát sinh hại vật thì hàng ngày phải rải tâm từ bi đến muôn loài. Mà cái người gần mình nhất đó là mẹ cha, đó là anh chị em. Mà các bạn ngồi ở đây nè, sư nhìn mặt sư thấy có những người chả có biết thương ai. Và chắc chắn những người đó ngày mai đây rất cô đơn, sẽ bất hạnh, sẽ sống trong cô đơn và buồn tủi trong những nỗi khổ nghèo. Vị Bồ Tát này đã có hiếu với mẹ cha, hàng ngày lại thực hành pháp thiền định với đề mục niệm rải tâm từ đến vô lượng chúng sanh. Nãy giờ là các con đang rải tâm từ đó, các con rất giỏi. Nãy giờ sư cảm nhận tâm từ của các con đang nghĩ về cha mẹ với tràn ngập một niềm biết ơn. Xin tặng các bạn một tràng pháo tay lớn đi. Cái từ trường của các con đang lan tỏa ở đây là một lòng biết ơn. Ít nhiều gì sư cảm nhận được điều đó. Thế thì nếu chúng ta thường sống với cái niệm này là chúng ta đang thiền định với lòng biết ơn. Chứ không cần phải là có một cái khóa thiền mở ra rồi mình mới thiền được, mới niệm được cái từ tâm, mà bất cứ lúc nào mình cũng lắng bớt, vui chơi hưởng thụ mà nghĩ về công ơn của mẹ cha và chúng ta phải làm gì cho xứng đáng với tình thương yêu và sự hy sinh của cha mẹ, là chúng ta đang niệm rải tâm từ. Mà ai niệm rải tâm từ càng nhiều thì phước đức càng lớn. Thế thì khi mà Bồ Tát rải tâm từ như vậy đó, các loài thú dữ trong rừng nó cảm nhận được cái từ tâm của Bồ Tát. Cho nên tâm là cái không thấy nhưng mà sẽ cảm nhận được. Cũng như sư nói, các con cảm nhận được, các con mới rưng rưng nước mắt. Chúng ta cảm nhận hoàn toàn bằng một cái thế giới tâm. Mà thế giới tâm có một năng lượng rất lớn, có một sức mạnh dẫn dắt cả thế giới này. Vì tâm làm chủ các pháp, tâm làm chủ ý tạo. Cái gì cũng từ thế giới tâm nó dẫn dắt chúng ta đi. Cho nên với niệm tâm từ, với niệm trong lành, niệm đạo đức, thì cho dù nhà mình rất nghèo, cha mẹ mình đơn sơ và bản thân mình cũng không có phải là được đầy đủ như người ta, nhưng với niệm tâm từ, các con đang sống trong hạnh phúc. Khi các loài thú dữ cảm nhận được tâm từ của Bồ Tát, tự nhiên những con thú đó trở thành những con thú thuần tính. Nó không cắn xé nhau, nó không làm khổ nhau. Các loài thú lớn nhỏ đều quanh quẩn gần gũi chơi với Bồ Tát như người bạn thân thiết. Như vậy nếu trong nhà các con mà cha mẹ hay cãi nhau, các con hay cãi nhau, hay lời qua tiếng lại là chưa đủ từ tâm dành cho nhau. Nếu cha mẹ mình quá vất vả, quá cực khổ, rồi nợ nần lời qua tiếng lại, thì đứa con phải tràn ngập tình thương. Mẹ ơi, mẹ nghỉ đi mẹ, mẹ ăn cơm đi mẹ, ba nghỉ đi ba đừng buồn nữa, ba đừng có lo rầu nhiều nữa. Tiếng nói của đứa con đóng một vai trò rất quan trọng trong gia đình, bởi vì tâm từ là phước báo và cảm hóa được thế giới chung quanh. Giống như Đức Bồ Tát Suvarnasama cảm hóa được tất cả thú dữ trong rừng. Mình chắc mình thấy thú dữ mình vắt giò lên cổ chạy phải không? Sư cũng vậy, sư cũng chạy à. Nhưng mà một cái mái gia đình có cha, có mẹ với có con à, mà cũng lời qua tiếng lại, cũng không có hạnh phúc là vì chúng ta chẳng có từ tâm dành cho nhau. Hãy tu tập tâm từ, từ tâm từ mới có lòng biết ơn. Nếu không chỉ là lời nói chót lưỡi đầu môi, nói dối, nói thương mẹ để xin tiền, nói yêu bố để bắt bố làm sinh nhật cho to. Tất cả phải từ cái thế giới từ tâm mình cảm hóa được.
Cha mẹ có khó khăn vẫn hạnh phúc là bởi vì cái thế giới trong lành, hồn nhiên như là chư thiên của các con vậy. Cho nên sư muốn nói cái câu chuyện này bởi vì cái tâm từ của Bồ Tát tuyệt vời, cảm hóa tất cả những loài thú dữ. Nó không còn cắn nhau, nó không còn gào thét nữa, mà nó ngồi bên cạnh Bồ Tát để nó nhận cái từ tâm của Bồ Tát. Nãy giờ các con ngồi như vậy là sư có thể nói một cái khóa tu tuổi trẻ, khóa tu mùa hè đã thành công. Trong những ngày qua các con đã rèn luyện đúng mực. Các con giờ phút này, một tiếng đồng hồ đã trôi qua. Các con ngồi yên trong chánh niệm, tiếp tục rải tâm từ và lòng biết ơn. Khóa tu của chúng ta đã thành công rất lớn. Hàng ngày, Đức Bồ Tát không chỉ đi kiếm hoa quả về cho cha mẹ, thức ăn cho cha mẹ, mà còn quét dọn sạch sẽ cốc lá của cha mẹ. Sư nói sau khóa tu mùa hè, sư chỉ xin các con, please, vui lòng, xếp mền trước sau khi thức dậy. Cái giường các con ngủ sạch sẽ gọn gàng. Quần áo thay ra, lộn ra cho ngay ngắn trước khi bỏ vào thùng giặt. Bây giờ làm gì có cái chuyện tuổi trẻ ngồi giặt đồ. Ngày xưa cái thời của sư là một thau quần áo to như vậy nè. Đi học về là làm gì làm là một thau quần áo giặt cho cả nhà. Bây giờ là vất vào đấy mà cũng không biết giặt chưa, khô chưa. Chỉ vất vào rồi bơi ra mặt. Sư yêu cầu các con thay đổi ngay sau khóa tu mùa hè là giường chiếu ngăn nắp. Thức dậy, ngồi thiền, rải tâm từ bi và cầu nguyện cho cha mẹ. Đi thưa về trình, biết cầu nguyện cho cha mẹ, biết nói lời cảm ơn, biết nói lời xin lỗi. Chỉ có bấy nhiêu thôi, sư không mong các con làm điều gì to tát. Các con có làm được không? Chỉ có thức dậy, xếp mền thôi mà cha mẹ đến cảm ơn sư quá trời luôn. Trời ơi, tu về rồi con tôi nó ngoan quá, sư ơi, cảm ơn sư quá. Nó làm sao, nó ngoan làm sao? Ngủ dậy nó xếp mền. Vậy là ai xếp mền? Ba má hả? Các con vô tích sự, bất hiếu. Các con sẽ nghèo, mạt. Bốn phận mình không làm. Chưa kể là mình bệnh, mình lăn ra, mình nhõng nhẽo, đòi đủ thứ. Bây giờ sư nói với các con, thức dậy xếp mền. Quần áo giặt xong rồi, các con xếp quần áo cho các con và cho bố mẹ. Nhà cửa quét dọn. Những chuyện đơn sơ đó thôi đã gọi là con có hiếu rồi. Đừng nói ngày mai con sẽ nuôi mẹ, nuôi cha. Trời ơi, cơn gió vô thường đến, phải đeo tang trắng. Năm xưa tôi còn bé, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc, riêng mình tôi sầu thôi. Để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ rơi rơi. Tôi thấy tôi mất mẹ là mất cả bầu trời. Các con hạnh phúc lắm, rất hạnh phúc khi còn có mẹ và có cha ở trên cuộc đời. Sư mong các con thay đổi ngay nếp sống cá nhân sau khóa tu mùa hè. Lúc nãy thì vô liếc liếc vô phòng mấy con ở, sư chưa thấy sạch đâu nha. Chưa được đâu nha. Các con đừng có nghĩ rằng của chùa, cha chung không ai khóc. Ở nhà, ba không tính thì mẹ lo. Các con không có phước. Phước báo phải tạo từ bây giờ. Ngày mai là trổ hoa kết quả. Ngày mai mới làm không kịp. Rồi nợ nần nhiều, rồi bất hạnh nhiều, rồi cô đơn nhiều, rồi đi cầu, đi xin không được.
Cho nên hãy tạo phước ngay từ hôm nay, những việc làm rất nhỏ. Bồ Tát ngày nào cũng làm công việc quét dọn sạch sẽ hai gốc lá của cha mẹ, rồi bắt đầu đi vào rừng hay vô làng kiếm thức ăn nuôi cha mẹ. Nhưng mà về rồi lá lại rụng, thì lại quét. Nhưng mà có những bạn nó quét làm chi, lát nó lá nó rụng nữa, thôi nghỉ khỏi quét. Sống chung với rác, với lá vậy đó. Hỏi sao vậy? Nó quét rồi lát nó cũng dơ, cho nên thà ở dơ luôn. Đó, mà sư cũng ít có thấy ai giàu mà ở dơ lắm nghe. Sư nói thiệt đó, phải sạch sẽ ngay từ bây giờ. Thế thì hàng ngày quét dọn sạch sẽ gốc của cha mẹ, rồi mang bình bát xuống sông để lấy nước. Thế mới đội trên đầu. Hồi xưa ở bên Ấn Độ nó không có gánh, họ đội trên đầu vậy đó. Họ đem nước về cho cha mẹ. Nhưng mà khi đi như vậy đó hả, các con thú lớn nhỏ từng đàn đi theo sau. Bởi vì Bồ Tát quá từ bi, cho nên là Bồ Tát đi, thú đi theo từng đàn. Mình bây giờ đi con nít đi theo, thấy không? Thế con nít cũng thương mình rồi đó. Còn có những người đi cô đơn một mình, không ai dám lại gần. Bởi vì sao? Bởi vì năng lượng từ trường quá hung dữ. Sư nói đây là sư nói người lớn luôn đó nghe. Nhiều người chỉ biết mình và con mình thôi. Đây nghe chuyện Bồ Tát đi lấy nước mà thú đi theo từng đàn, cứ cà vào rong chân của Bồ Tát. À thì ra mấy con voi đó nó muốn đội nước, nó không muốn Bồ Tát phải mang vác. Bồ Tát phải đặt bình nước lên lưng của những con thú, và nó đụng đỉnh nó mang về nhà cho cha mẹ của Bồ Tát. Ngày nào nước uống cũng đầy cho cha mẹ, và còn đem ban phát cho mọi người, là vì thú dữ nó giúp lấy nước. Chứ còn mình đội mình đi tới đi lui một ngày ba vòng thì ba bình nước chứ mấy. Nhưng mà thú nó đi một đàn luôn. Con to thì vác bình to, con nhỏ vác bình nhỏ, là vì tâm từ của Bồ Tát. Thế các con cứ hàng ngày cầu nguyện cho cha mẹ phát từ tâm, thì tự nhiên trong gia đình các con rất hạnh phúc. Sư nói với các con, vì thế giới tâm, năng lượng tâm rất tuyệt vời. Các con có nguyện là mình sẽ tu tập từ tâm, tình yêu thương đối với cha mẹ và tình thương lớn với chúng sanh hay không? Cho một tràng pháp tay. Nhưng cuộc đời quả là vô thường. Một ngày kia, sau khi Bồ Tát lấy các thứ trái cây trong rừng núi thì trở về, bỗng nhiên trời đổ mưa lớn, cho nên Bồ Tát không thể kịp về nhà như mọi khi. Thì trong khi đó, cha mẹ chờ Bồ Tát lâu mới đi ra ngoài. Ra ngoài cũng không thấy con mình về, lo. Rồi mới đi men men theo bìa rừng để đón con. Và do trời mưa lớn, cho nên tại một gốc cây lớn có một con rắn độc nằm ở trong hang. Trận mưa lớn nên nước mưa thấm ướt vào người cha mẹ của Bồ Tát, chảy xuống đất và thấm vào hang rắn độc. Nên không phải rắn chạy ra cắn đâu nghe, không có. Nhưng mà mưa đó nó thấm vào người cha mẹ, rồi nước nó chảy vào trong hang của rắn độc. Và nước mưa đó có mùi mồ hôi của cha mẹ, làm cho con rắn tức giận. Các con thấy không? Con người sân, cái gì cũng sân được hết. Sao nước mưa hôm nay có mùi mồ hôi? À, mồ hôi của người. Ta không đồng ý như vậy. Ngộ không? Mưa là của trời đất mà không chịu. Nghe có mùi mồ hôi của người, con rắn tức giận bò lên khỏi hang, thấy cha mẹ của Bồ Tát đứng đó. Nó phun hơi độc và đôi mắt của cha mẹ Bồ Tát bị mù, không còn thấy đường để trở về cốc lá. Ở đây sư muốn nói đến, một bên là rải từ tâm, một bên là tam độc tham sân si. Các con tu mà thấy mình cũng rất tham, tức là mình đang có rắn độc trong người.
Mình tu mà mình sân vui thì thôi, giật lên phá hết, đập hết, giết hết, tiêu hết. Một con rắn độc rất to các con nuôi ở trong trái tim các con. Con làm những chuyện sai trái, không đúng với đạo lý, không đúng với tình người. Các con đang nuôi một con rắn si mê rất to. Cho nên cái câu chuyện này không đơn thuần là chuyện tiền thân của Đức Phật, mà còn nói đến cái nọc độc tham sân si, nó làm mất đi ánh sáng trí tuệ. Nó phun một cái là ba mẹ mù, và ba mẹ không thấy đường trở về cốc lá. Lúc đó tặng mưa Bồ Tát về cốc lá lại không thấy cha mẹ. Ủa sao mỗi ngày giờ này đã cha mẹ ở trong cốc, trong nhà, mà một trận mưa lớn đã tạm từ lâu, sao cha mẹ đi đâu? Hay là có chuyện gì đã xảy ra cho cha mẹ? Ta thấy cha mẹ chưa về ta lo liền. Còn đây á, về không thấy cha mẹ quẳng cặp táp đi chơi tiếp. Ông già bà già đi vắng rồi, mình đi luôn. Còn đây không có cha mẹ là ta lo liền, không biết cha đi đâu, mẹ đi đâu, có chuyện gì không? Xong rồi Đức Bồ Tát Suvarnasama mới đi vào con đường mòn để tìm. Và vừa đi vừa gọi, cha mẹ ơi, cha mẹ ở đâu? Con lo lắm, xin cha mẹ lên tiếng cho con biết. Thế nghe tiếng gọi của đứa con thì cha mẹ mới lên tiếng, này con yêu quý, mắt cha mẹ đã bị mù cả rồi. Ở đây có rắn độc nguy hiểm, con chớ nên đến gần. Bồ Tát mới thưa, kính thưa cha mẹ, nếu như vậy thì con sẽ đưa cái đầu cây đến, cha mẹ nắm vào cây mà con dắt về. Thì có trí tuệ, chứ chạy tới rắn nó cắn tiếp, mù tiếp nữa sao? Cho nên đưa cái cây đến, dắt cha mẹ về. Thưa cha mẹ, nguyên nhân nào mà cha mẹ lại mù? Con yêu quý, trên đường về đi đón con, một trận mưa lớn, trú ở cội cây này, rắn độc nghe mùi hôi người tức giận, phun nọc độc và làm cho cha mẹ phải mù mắt. Nghe như vậy Bồ Tát khóc, từ nay cha mẹ mình mù rồi. Đó, cuộc sống mình nếu có cái gì vô thường, tai nạn, cha mẹ mình bị cái gì rồi sao? Cho nên ngày nào mình cũng phải cầu nguyện sự an lành cho cha mẹ, chứ đừng có sống một cách vô tâm, một cách tùy tiện và phá đi phước báo của chúng ta. Khóc vì thương cha mẹ, nhưng mà rồi sau đó Đức Bồ Tát nói, từ hôm nay bổn phận của mình lại còn nhiều hơn. Hãy hoan hỷ vì hôm nay mình sẽ bớt đi ra ngoài, đi đâu phải vội về để chăm lo, săn sóc, phụng dưỡng cha mẹ. Thế mẹ Bồ Tát mới nói, này con yêu quý, sao con khóc rồi thì con lại cười? Bồ Tát mới thưa rằng, kính thưa mẹ cha, sở dĩ con khóc là vì con thấy cha mẹ mù, nhưng con cười là vì từ bây giờ con lại có cơ hội để chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ, luôn đem niềm an lạc cho cha mẹ. Xin cha mẹ hãy an tâm, con sẽ làm trọn bổn phận của người con có hiếu để thể hiện lòng biết ơn, công ơn, sinh thành dưỡng dục của mẹ cha. Nói xong rồi Bồ Tát dắt cha mẹ trở về cốc lá, rồi cho ăn, rồi tắm rửa, giặt giũ, đại tiện, tiểu tiện, lo lắng cho mẹ cha, và vẫn hàng ngày thực hành thiền định, rải tâm từ đến vô lượng chúng sanh. Bồ Tát kiếp nào cũng hiếu thảo như vậy. Có kiếp là con chim oanh vũ, cũng nuôi cha mẹ mù, và ngày nào cũng là đi ra cánh đồng để đem lúa về nuôi cha mẹ. Cha mẹ cũng là hai con chim, thì người ta mới giăng lưới để bắt. Ông phú ông mới nói, chính mi đã ăn trộm lúa của ta, hôm nay mi sẽ vô nồi để đền tội. Chim oanh vũ nói, thưa ông, tôi sẽ sẵn sàng đền tội, tôi không bao giờ quên lời hứa hôm nay, nhưng xin ông hãy cho tôi trở về phụng dưỡng cha mẹ. Cha mẹ tôi đã già,
Khi cha mẹ tôi qua đời, tôi nguyện chết dưới tay ông. Đó cũng là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Kiếp làm chim, kiếp làm người, hay là Bồ Tát, hay là làm loài thú, vẫn luôn có hiếu với mẹ cha. Và đó là bài học rất chân thành mà sư muốn gửi đến các con. Bài học của lòng biết ơn, của lòng tri ân. Cho nên con sẵn sàng sám hối, con sẵn sàng xin lỗi mẹ cha và nhận nơi đây lòng biết ơn thành kính của những đứa con hiếu thảo của cha và của mẹ. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.